nhà chăm cháu nhưng mà lại làm nhà được cả rau nhưng mà vẫn phải làm rau. Người cháu nhưng vẫn phải tranh thủ để làm rau. Để thu nhập để bảo đảm cuộc sống chứ. Xin giới thiệu, đây là các thành hội của phố Vinh Phúc đang làm rau sạch đây. Hiện tại là phải gánh bằng sức người, gánh nước bằng sức người để tưới rau. Chứ ở đây không có máy bơm. Quay quảng cáo rau sạch của nhà chị đây. Vâng. Rau làm là che lưới, không bị sương muối. Mà rau không phun thuốc sâu, làm bằng sinh học nên mà rau rất chi là sạch. Đây. Không đấy. Rau cúc. Cằm tươi. Đây gọi bằng mùng tươi. Súp lơ, su hào, hành tỏi, mướp đắng. Đầy đủ hết. Thứ gì có nấy. Đây là rau muối dưa. Đây là rau cải cuốn. Cải cuốn, muối dưa. Để phục vụ ăn thịt đông. Đây là rau mùi. Đâu ạ, phục vụ đấy, làm những vạt đất đẹp tuyệt vời đây này. Đấy, đang chuẩn bị rau vô Tết. Đây là chương trình đất đã gieo rau để phục vụ vô Tết rồi đó. Còn rau mùi đây nữa đấy, không có hè thuốc thang thì đang thu hoạch rau rất ngon. Đây là su hào bắp cải. Chuẩn bị phục vụ rau Tết. Đây là rau Tết này. Ngô phục vụ ăn lẩu này. Chăn nuôi này. Các hội viên nông dân này. Đây là ngô và rau của nhà hội viên viên Tình Thị Vạnh. Tịnh Thị Vạnh. Đấy, vườn ngô này. Nàng